Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 6 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, Thông tấn xã Hồng Kông, Trung Quốc ngày hôm qua mùng 5 tháng 7 cho biết, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngày hôm kia công bố tình hình thiên tai quốc gia trong tháng 5, tổng có 42 con sông có lũ trên mức cảnh báo. Trong tháng đó, thiên tai ở Trung Quốc chủ yếu là lũ lụt, mưa đá, hạn hán, nhiệt độ thấp đóng băng, thiên tai tuyết, động đất, thiên tai địa chất cũng xảy ra ở các mức độ khác nhau. Tổng cộng có 9,584 triệu người bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên khác nhau. Theo báo cáo, 5 trận mưa lớn trong khu vực đã xảy ra ở Trung Quốc vào tháng 5 vừa qua và Giang Tây, Phúc Kiến và những nơi khác bị lũ lụt. Lượng mưa trung bình trên cả nước là 57mm, thấp hơn 18% so với bình thường trong cùng kỳ năm. 42 con sông ở 10 tỉnh, khu tự trị và thành phố bao gồm Chiết Giang, Phúc Kiến và Giang Tây đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Ngoài ra, có 3 sự kiện bụi trong tháng 5 vừa qua đã ảnh hưởng đến miền Bắc Trung Quốc, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng không khí và giao thông vận tải. Trong tháng 5 cũng xuất hiện 3 đợt không khí lạnh ở Trung Quốc, ảnh hưởng chủ yếu đến phía Tây Bắc và Tây Nam. Thời tiết khắc nghiệt như gió mạnh, nhiệt độ thấp, mưa và tuyết ở một số khu vực đã gây thiệt hại cho cây ăn quả, bông và các loại cây trồng khác và gây thiệt hại cho cơ sở nông nghiệp. Các thảm họa băng giá và tuyết ở nhiệt độ thấp khác đã khiến 403.000 người ở 9 tỉnh khu vực bao gồm cả Vân Nam và Tân Cương và Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 175,3.000 ha. Vào giữa tháng, hạn hán giảm bớt ở phía Tây và Nam nhưng tiếp tục phát triển ở một số khu vực ở miền Trung và miền Đông. Tổng cộng có 24 vụ cháy rừng xảy ra trên cả nước, chủ yếu ở Quảng Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên và những nơi khác. Tổng cộng có 3 vụ cháy đồng cỏ xảy ra, tất cả đều xảy ra ở Nội Mông. Cũng trong tháng 5, có 14 trận động đất từ 4 độ Richter trở lên đã xảy ra ở Trung Quốc đại lục. Trong số đó, trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại quận Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam vào ngày đầu tháng, đã ảnh hưởng đến 62.000 người, làm hư hại 13.000 ngôi nhà ở các mức độ khác nhau, đồng thời làm hư hại một số phương tiện giao thông, điện và cơ sở hạ tầng khác. Thưa quý vị, theo Tân Hoa Xã cho biết, Bộ Tài nguyên nước đã đưa tin vào ngày hôm qua rằng, kể từ ngày 5, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, 22 con sông ở miền Nam Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Trong đó có 3 con sông vượt ngưỡng an toàn và 2 sông bị ngập lũ, các sông vừa và nhỏ hứng chịu trận lũ lớn nhất từng được ghi nhận. Trước tình hình mưa lũ, các bên đang tích cực làm tốt công tác phòng chống thiên tai lũ lụt. Vào ngày 6, Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây đã đưa ra thông báo cho biết vào khoảng 6 giờ ngày 6, bờ kè Thanh Phong Di dưới cầu đường sắt Bắc Kinh – Cửu Long ở thị trấn Lý Cung, thành phố Phong Thành có nguy cơ bị tràn. Ảnh của phóng viên Thông tấn xã Trung Quốc Lưu Lập Tân. Vương Vĩ, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin của Cục Phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán của Bộ Tài nguyên nước cho biết, Bộ Tài nguyên nước đã đưa ra thông báo cho các khu vực có dự báo lượng mưa lớn theo hình thức một tỉnh, một lệnh, đồng thời triển khai công tác phòng chống lũ ống, lũ quét trên các sông vừa và nhỏ, bảo đảm an toàn hồ chứa, công tác phòng chống lũ, kè, đập, đặc biệt khi mưa lớn, lũ lụt và các trường hợp khẩn cấp xảy ra ở Giang Tây và các nơi khác. Bộ Thủy lợi đã kịp thời cử một tổ công tác đến hiện trường để chỉ đạo phòng ngừa và ứng phó với mưa lớn và lũ lụt, lập kế hoạch thủy lợi và xử lý các tình huống nguy hiểm. Theo thống kê của trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, từ 16 giờ 30 phút ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7, đợt mưa lớn này đã khiến 536.000 người ở Giang Tây bị ảnh hưởng, 16.000 người phải di dời khẩn cấp. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8, đội cứu hỏa tỉnh Giang Tây đã tham gia 70 nhiệm vụ cứu hộ và chữa cháy lũ lụt, giải cứu 436 người bị mắc kẹt gặp nạn, sơ tán và chuyển 1.085 người. Hiện tại, quá trình mưa lớn đã kết thúc và chỉ số phòng thủ tỉnh Giang Tây đã hoàn thành ứng phó khẩn cấp cấp tỉnh để kiểm soát lũ lụt vào lúc 20 giờ ngày 8. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, từ ngày 10 đến ngày 13, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và ấm, khu vực Nam Trung Quốc, Nam Trung Bộ, sông Dương Tử và phần phía Tây của Nam đất nước sẽ xuất hiện quá trình mưa lớn diện rộng, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn diện rộng Quảng Tây, Tây Giang và các sông nhánh của nó là Lưu Giang, Ngọc Giang, Quý Giang, Hà Giang, Quảng Đông Bắc Giang, Đông Giang, Hồ Nam, Tương Giang, Giang Tây, Cám Giang và các con sông lớn khác sẽ bị lũ lụt. Vương Vĩ cho biết, Bộ Tài nguyên nước sẽ tăng cường dự báo, cảnh báo sớm, diễn tập và lập kế hoạch nước cho các biện pháp phòng chống mưa, nước,
tình huống nguy hiểm và thiên tai, tiến tới ngưỡng kiểm soát lũ và giành lấy các cơ hội phòng thủ, nghiên cứu và phán đoán được tăng cường, đồng thời đưa ra thông tin cảnh báo sớm và ý kiến tham vấn được quyết định ngay lập tức để đạt được mức độ bao phủ đầy đủ. Mạng tin tức Hồng Kông vào ngày 6 tháng 7 đưa tin, Bộ Tài nguyên nước đã đưa ra một báo cáo lũ lụt vào ngày hôm qua, 5 tháng 7, cho thấy rằng để đối phó với tình trạng mưa lũ ở lưu vực sông Châu Giang, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Châu Giang đã đưa ra một đợt xả lũ khẩn cấp cấp 2 lúc 12 giờ ngày hôm qua, 5 tháng 7. Đây là phản ứng khẩn cấp cấp 2 đầu tiên được Bộ Tư lệnh Phòng thủ Châu Giang triển khai kể từ mưa lũ năm nay. Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Châu Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ màu cam vào lúc 16 giờ 20 phút ngày hôm qua, nhắc nhở tất cả các đơn vị liên quan và người dân ven sông tăng cường phòng tránh nguy hiểm kịp thời. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục kể từ ngày 10 tháng 6, trận lũ số 1 năm 2023 xảy ra ở Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang và trận lũ số 2 năm 2023 xảy ra ở Bắc Giang, và nó lại phát triển thành trận lũ lớn hơn trong khu vực. Dự báo mực nước sông Tây Giang có thể tiếp tục dâng cao và duy trì mực nước cao trong thời gian dài. Sông Bắc Giang có thể xảy ra lũ lớn. Các sông vừa và nhỏ trong lưu vực có thể đạt mức báo động siêu cấp hoặc thậm chí lũ lụt vượt ngưỡng an toàn và nguy cơ xảy ra thảm họa lũ lụt trên núi ở một số khu vực là rất cao. Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Châu Giang đã ra thông báo gửi chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông yêu cầu đặt mục tiêu không thương vong, không vỡ đập, không vỡ đê quan trọng, không ảnh hưởng cơ sở hạ tầng quan trọng. Nghiêm túc làm tốt công tác quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm, điều tiết lũ lụt công trình thủy lợi, kiểm tra và bảo vệ kè, kiểm soát lũ an toàn hồ chứa, phòng chống thiên tai lũ lụt, kiểm soát lũ lụt đô thị và nông thôn, phòng chống nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn và kiểm soát và cung cấp thông tin phòng chống lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo báo cáo lũ lụt, Bộ Tài nguyên nước duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 3 để đề phòng chống lũ lụt ở Quảng Đông và Quảng Tây. Hiện tại, Bộ Tài nguyên nước có 6 tổ công tác chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt ở Quảng Đông và Quảng Tây. Kể từ đầu tháng 6, nhiều nơi ở phía Nam có mưa liên tục. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên nước, tính đến 12 giờ ngày 10, tổng cộng 80 con sông ở Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Tân Cương đã có lũ trên mức cảnh báo. Nước này đã triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp độ 4. Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã cùng đưa ra cảnh báo thảm họa lở núi vào lúc 18 giờ ngày 10, dự kiến từ 20 giờ ngày 10 tháng 6 đến 20 giờ ngày 11 tháng 6. Tây Nam Sơn Tây, Nam và phía Tây An Huy, Đông Bắc Hồ Bắc và Đông Bắc Tứ Xuyên, một số khu vực như miền Trung và Nam Thiểm Tây, Nam Cam Túc, khả năng xảy ra thiên tai lũ lụt trên núi là tương đối cao. Ở các khu vực khác, thiên tai lũ lụt trên núi cũng có thể xảy ra do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Hãy chú ý đến công tác phòng ngừa như giám sát thời gian thực, phòng chống lũ lụt và cảnh báo sớm, di chuyển và tránh trú kịp thời. Bộ Tài nguyên và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo rủi ro khí tượng đối với các thảm họa địa chất. Cục Khí tượng dự báo trong tuần tới, khu vực Nam Trung Quốc, Giang Nam và các nơi khác tiếp tục có mưa diện rộng, mưa có khả năng có đỉnh lũ trùng với đợt trước, tình hình chống lũ diễn biến ngày càng phức tạp và gay gắt. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây dự đoán rằng từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 6, Giang Tây sẽ đón nhận một đợt mưa tập trung khác và nguy cơ lũ lụt trên núi, thảm họa địa chất và ngập úng sẽ tăng lên đáng kể. Ở một số khu vực có thể có mưa to đến mưa rất to trở lại. Trong giai đoạn này, lượng mưa lớn ngắn hạn tương đối lớn, cường độ mưa mỗi giờ có thể đạt tới 60mm trở lên. Nguy cơ lũ lụt trên núi và ngập úng ở đô thị và nông thôn, ở trung và thượng lưu sông Cám Giang, sông Phú Hê, sông Tân Cương và các nhánh của chúng sẽ tăng lên đáng kể và cần phải chuẩn bị phòng thủ trước. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông ở Phúc Kiến tăng vọt. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ngập úng, sạt lở đất tại nhiều nơi ở thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, khiến người dân bị mắc kẹt. Ngập úng và sạt lở đất ở nhiều nơi ở Phúc Kiến đã làm gián đoạn đường xá, nhân viên cứu hỏa đã chuyển 157.874 người. Hiện tại, Phúc Kiến duy trì mức độ ứng phó với bão cấp 3. Vào lúc 22 giờ 25 phút ngày 5 tháng 7, huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc trong chốc lát đã hứng chịu một trận mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở núi, khiến sông bị chuyển hướng, hai thị trấn, 6 ngôi làng, 1.517 hộ, tổng cộng có 6.245 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Vào ngày 5 tháng 7, lính cứu hỏa đã tiến hành công tác tìm kiếm và cứu nạn tại làng Sát Đại, thị trấn Thanh Sơn, huyện tự trị Đại Đồng, Huệ và thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải.
Tính đến 12 giờ ngày mùng 5, qua xác minh tìm kiếm cứu nạn xác định có 16 người chết, 36 người mất liên lạc. Sau thảm họa, tỉnh Thanh Hải đã nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp cấp tỉnh cấp 2 đối với các thảm họa bất ngờ, nỗ lực hết sức để tìm kiếm và cứu hộ nhân sự, di chuyển và tái định cư những người bị ảnh hưởng, điều tra các mối nguy hiểm tiềm ẩn, điều trị cho những người bị thương và gấp rút sửa chữa đường giao thông và điện cơ sở. Hiện tại, một trụ sở ở Tiền Phương đã được thành lập tại địa điểm này, hơn 2.000 người và hơn 160 phương tiện đã được tổ chức từ cảnh sát vũ trang, công an, cấp cứu, y tế và các cơ sở khác và cán bộ nông thôn tích cực tham gia ứng cứu sự cố thiên tai. Công tác cứu nạn, cứu hộ đã được triển khai kịp thời. Bà Đua sống ở làng Hạ Gia Trang, thị trấn Tế Chấn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Đại Đồng, nói với các phóng viên rằng cơn mưa lớn bất ngờ ập đến khoảng 9 giờ tối ngày mùng 5 tháng 7. Trận mưa rất lớn và kéo dài trong 1 giờ hoặc 2 giờ. Trận lũ quét đến vào khoảng 10 giờ tối. Khu phố chợ nằm trong một con mương, lũ quét từ trên núi đổ xuống nhanh chóng tràn ra đường, nước tích sâu đến nửa người. Bà Đua cho biết nhà bà ở vị trí cao hơn, nhưng lúc đó bà không dám ở nhà vì nhà đã bị ngập. Bà nhìn thấy ở những vùng trũng thấp của thị trấn, một số ngôi nhà bị cuốn trôi, một số dân làng không kịp chạy thoát thân, nhiều gia súc và cừu bị cuốn trôi và chết đuối. Lũ đến rồi đi nhanh. Bà Duo cho biết lũ đi qua khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ địa phương đã bắt đầu cứu hộ ngay trong đêm và nhiều người dân đã thức trắng đêm để thực hiện công tác cứu hộ. Sáng qua, bà Duo dọn dẹp bùn đất tại nhà. Theo tin tức từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của chính quyền nhân dân Tây Ninh, từ ngày hôm kia mùng 4 tháng 7 đến ngày hôm qua tại Tây Ninh có mưa lớn. Cơ quan khí tượng liên tiếp phát cảnh báo mưa lớn màu đỏ tại 19 thị trấn bao gồm thị trấn Thanh Lâm và thị trấn Thanh Sơn ở quận Đại Đồng và thị trấn ở Hoàng Trung. Quận tự trị Đại Đồng Huệ là một quận thuộc thẩm quyền của thành phố Tây Ninh, nằm ở phía đông của tỉnh Thanh Hải, dưới chân núi phía nam Kỳ Liên, có độ cao từ 2.280m đến 4.622m, tổng dân số là 403.400 người. Bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!